truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Còn về cái phần mà tùy bút của người lái đò sông Đà thì các em chịu khó về nhà lên mạng tìm đọc cho trọn vẹn toàn bộ cái tùy bút đó. Rồi giống như các em sẽ tìm một đoạn nào đó các em yêu thích thì các em sẽ nói lên cảm nghĩ và giống như là sẽ phân tích về cái đoạn đó, hiểu chưa? Dạ. Thì vừa rồi là những cái gợi ý, những câu hỏi mà thầy chuẩn bị cho các em sắp tới cho phần thi giữa kỳ. Thì tuy là thi thử thôi nhưng mà thầy muốn là các em phải tập trung học hành cho tốt, rồi phân phối sức lực của mình, đừng có thức khuya học quá rồi nó tiếp thu bài không có tốt, nhớ nghe chưa? Dạ, quan trọng nè, chúng ta là những người có ăn có học, cố gắng là thi đừng có dùng phao, đừng có copy, đừng có gian lận, nghe chưa? Dạ rồi các bạn cứ dò theo những cái câu hỏi vừa rồi thầy vừa đọc á, mà trong sách lật trang 192. Dũng, đừng có lo lắng, cứ thoải mái đi, thoải mái mới làm bài tốt được. Tuần này nè, nhóm của tụi mình á ôn bài thiệt là kỹ để chuẩn bị cho thi, thấy không? Cố lên. Yes. Từ giờ mình sẽ gửi gắm những lời động viên, khuyên nhủ và cả lời chào tạm biệt vào đây. Lỡ đâu một ngày nào đó mình đột ngột biến mất thực sự. Hai người đừng học nhiều quá như vậy, quá sức của mình đó. Tôi nghĩ á, hai người nên giữ sức lại đi, nếu không á là sẽ ảnh hưởng tới kỳ thi đó. Được rồi, hôm nay thôi hai bạn về nghỉ ngơi sớm đi ha, về nghỉ ngơi thì là khỏe, ăn uống đầy đủ vô ngày mai học tiếp. Thôi bây giờ tụi mình đi kiếm cái gì ăn đi. Đi được á, đi ăn cái gì đi rồi về. Đi tôi đi về tôi ngủ. Thôi về cẩn thận nha. Dung hả? Nhà tôi lộn. Ha, nhớ không? Để xe được không á? Bye bye. Thôi ăn gì đây? Ăn BBQ á? Nhà đi. Ăn nhà? Hai người nó đi rồi, đi với ông chán lắm. Đây học tiếp ạ. Các em hãy nhớ, với bài giảng vừa rồi thì các em tập trung lưu ý, nhớ những ý chính, và về nhà hãy lập bản đồ tư duy, gạch đầu dòng những cột mốc quan trọng. Với cái bản đồ tư duy đó, thầy nghĩ là các em sẽ dễ dàng tiếp thu bài hơn và các em sẽ tiết kiệm được thời gian cho mình. Để vậy. Vô. Dạ thầy. Lấy qua. Dạ. Tại sao vậy? Tại sao trong lúc thầy giảng bài mà hai em lại ngủ gục trong lớp hả? Tại sao? Thầy tối qua em thức khuya. Tối qua em mất ngủ. Sáng nay thầy dạy hay. Tại sao hả? Tối qua tại sao thức khuya? Các em à, các em học có thể các em viện lý do là các em thức khuya để các em học bài hay làm cái gì đó, nhưng mà các em làm vậy để làm cái gì? Hãy biết phân phối sức lực của mình chứ. Gần tới thi rồi, học cho tới khuya, giờ sáng nay lên lớp ngủ gục thì bài mới làm sao tiếp thu được hả? Dạ tôi cũng rút suy nghĩ lại phương pháp học tập của mình, nghe chưa? Dạ. Phân phối giờ giấc ngủ cho điều độ lại. Còn bây giờ hai bạn ra ngoài rửa mặt tỉnh táo đi, vô học tiếp. Cuối tuần ở lại trường nhật ở đây. Thầy đi ra ngoài.
các em tập trung đi nè, đừng lo ra nữa. Còn về khổ thơ thứ hai, chúng ta sẽ có bắt đầu như thế này: tiếng ai tha thiết bên cùng, bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi, áo chàm đưa bụi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Kiệt ơi, hả? Ông coi thử coi cái này tôi tính có đúng không, sao mà ra số 6 quá vậy? Để tôi tính lại coi. Đi mà, trời ơi, mua đi học nữa. Quà ơi, thằng Quà nó chết rồi. Trời ơi, trời ơi, tới mất dạy luôn à. Vậy đi học có phải đi đâu đâu mà giống như đi chiến tranh hay sao mà kiểu như ngủ dữ vậy trời. Vậy là ảnh dời thôi, không cho Dung ngủ. Quên hai tôi đi. Ôi Dung mệt lắm, Dung buồn ngủ, Dung không học nữa đâu. Trời đất ơi, chỗ này chỗ học phải chỗ ngủ đâu trời. Ôi Dung về Dung ngủ nha, Dung hết chịu được. Nữa ngủ hoài luôn vậy. Dung về Dung gặp tí má, Dung ngủ hả? Ê, về ngủ đi, mai mốt đi học. Ê, về luôn nha. Hôm nay mai thôi ha. Đi không lộn đường chứ. Ừ, bye bye nha. Đi đúng đường rồi đó. Ông biết á, là có phải hai người đó học quá sức không nữa. Tôi thấy cái tình hình như vậy á, là ổng ổn tí nào luôn á. Ừ. Thôi thì chắc ha, hai người đó buồn ngủ. Mà buồn ngủ là do thiếu ngủ. Mà thiếu ngủ á thì chắc do học bài nhiều quá rồi đó. Thì đó thì cũng có thể thôi, chứ chưa chắc lắm. Thôi thì cứ cho hai người đó về nhà ngủ đi, phải có sức mới học được nữa chứ. Nhưng mà thật ra tôi thấy cái tình hình này là không ổn chút nào hết. Tôi là chịu trách nhiệm cho cái nhóm này. Mà bây giờ là vậy đó, tôi sẽ không bao giờ để phát triển theo chiều hướng này đâu. Thôi học tiếp đi. Ủa nhưng mà sao giờ không về đi kêu tụi tôi ở lại làm cái gì vậy? Đúng rồi đó, thực sự thì tôi muốn tập hợp mọi người ở đây á là muốn họp nhóm. Họp nhóm? Họp nhóm. Tại vì á, tôi sẽ lên kế hoạch cụ thể cho tất cả mọi người. Sau đó sẽ đảm bảo được cái lịch của cá nhân mình sẽ không ảnh hưởng tới cái thời gian của nhóm. Được á. Tôi nghĩ không cần đâu. Vì sao? Gần thi rồi, tôi cũng không muốn học nữa. Ủa, Hòa mới nói gì vậy? Hòa nói sao chứ, tự nhiên bây giờ không học nhiều thì học ít. Không thể nào mà không học được. Đúng rồi á. Không nói nhiều nữa, bây giờ là Kiệt sẽ về chuẩn bị tài liệu xong rồi gửi cho mọi người sau. Ừ. Nha. Thôi, Kiệt chuẩn bị làm gì? Nhưng không lấy đâu. Hả? Tôi cũng không lấy đâu. Nay hai người bị gì vậy? Thôi, tôi về trước nha, gặp lại sau. Ủa, quá. Ờ, vậy thôi, tôi cũng về nha. Bye bye mọi người. Ê, hai cái người này. Ủa, hai người này thần kinh có vấn đề gì không vậy? Sao hôm nay khác quá vậy? Chắc là hai người đó học nhiều quá, cho nên á là bây giờ không muốn học nữa. Thôi mình đi về đi. Nói chung có học nhiều hay không học nhiều gì cũng không nên phải tự tin. Ai mà tự tin như vậy được? Ít nhất là mình phải ôn đi ôn lại nhiều chứ. Thôi đi về. Cái gì vậy? Cái gì mà vui quá vậy? Mà sao tự nhiên tụi mình phải nấp vậy? Đây là cái lúc mà tụi mình á hành hạ nó. Đúng rồi. Có muốn biết lý do không? Ừ. Chưa có biết, nhưng từ từ thì sẽ biết. Bản quyền phim Full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.